Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cầm bút nhá. Thì các bạn chú ý này, cách cầm bút ấy thì mình sẽ cầm bút đấy, đầu ngón cái và ngón trỏ này sẽ chụm vào nhau như thế này. Đấy, và khi mà cầm bút thì mình sẽ phải dựng thẳng lên trên nhá. Đấy, bút cầm bút viết chữ Hán nó sẽ khác với cầm bút viết tiếng Việt. Đấy, mọi người sẽ hay cầm bút viết tiếng Việt như này này, ngón cái sẽ che mất ngón trỏ như thế này. Đấy, sau khi là các bạn viết thì các bạn sẽ thấy là ngón cái nó sẽ che hết tất cả các đường nét. Cho nên là cách cầm bút này đấy, nó che hết tất cả các đường nét rồi, cho nên mình sẽ không nhìn thấy là các bạn đang viết cái nét gì, đúng không? Đấy, khi nào các bạn sẽ phải sửa lại một chút nhá. Trong quá trình viết chữ Hán, luyện chữ Hán thì các bạn có thể thấy được là cách cầm bút này nó không quá là quan trọng, nhưng mà nó sẽ là cái điều kiện cần thiết để nó là cái nền tảng sau này các bạn có thể là rèn luyện cái thói quen. Nếu như các bạn cầm mà sai, cầm như này, cầm tức là cầm nó không đúng, nếu mà các bạn viết chữ Hán thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ xấu. Đó là khi mà các bạn tạo ra thói quen rồi, các bạn quen tay rồi ấy, thì khi các bạn sửa lại rất là khó nhá. Mà khi sửa mình lại không muốn sửa, nhưng mà mình lại muốn chữ đẹp. Đấy, muốn chữ đẹp thì mình phải dập theo cái khuôn khổ. Nó sẽ phải có một cái khuôn khổ riêng của nó, chứ nó không thể là thế được. Thế cầm này là viết những cái nét sổ hay những cái nét ngang này, nó sẽ rất là khó này. Nhưng cầm như thế này, dựng thẳng bút lên trên và cầm đúng theo tư thế thì viết những cái nét ngang, nét sổ cổ tay nó sẽ linh hoạt hơn. Đấy. Cho nên là khi các bạn cầm bút thì các bạn chú ý nhá. Đó là khi các bạn cầm thì các bạn viết dựng thẳng bút lên trên và cổ tay linh hoạt nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết nét ngang. Thì ngang dài ở trong cái Hán tự này thì nét ngang nó sẽ là cái những cái nét thuộc về top 6 nét cơ bản, và nó là những cái nét quan trọng bậc nhất. Vậy nét ngang này có rất nhiều bạn nói là cái nét ngang này viết nó khó này, hay là nó lúc thì nó được viết thẳng, lúc thì nó được viết hơi cong cong một chút, thì nhiều bạn viết thì nó cong quá này, thành dấu ngã hay thành hình con sóng. Thực chất thì các bạn cần phải hiểu kiến thức một chút về nét ngang. Nét ngang này sẽ nhấn mạnh ở hai đầu và nó sẽ vuốt góc cạnh xuống. Đấy nhá. Vuốt góc cạnh xuống hai đường chéo ở cái phần đầu nhá. Đấy. Sau đấy thì các bạn có thể thấy được là nếu như các bạn muốn viết cái nét ngang nó hơi gánh nhẹ một chút, tức là hơi cong nhẹ ở phần thân ấy, thì các bạn sẽ viết cái điểm khởi bút thấp hơn so với cái vạch đường kẻ ngang. Và đuôi của nó sẽ được viết cao lên trên một chút như thế này. Đấy nhá. Đấy, các bạn sẽ chú ý. Thế thì đây là mình đang viết cái chữ nhị này, ngang dài ngang ngắn này. Đấy nhá. Cho nên là các bạn có thể thấy được cái nét ngang dài này nhá, khi mà nó có những cái nét mà ở phía bên trên mà đè nó xuống phía dưới ấy, thì các bạn sẽ viết nó gánh nhẹ nhá. Tức là nó sẽ hơi cong nhẹ lên trên một chút nhá. Đấy, chứ đừng viết nó thẳng. Nó thẳng thì xảy ra trong trường hợp mà nét ngang dài này nó được viết ở phía bên trên. Đấy, được viết phía bên trên nhá. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Thì nét ngang dài thì các bạn cần phải viết là các bạn cần phải nhấn mạnh ở hai đầu và vuốt nhẹ cái phần đuôi nó xuống phía dưới. Đấy nhá, chú ý giúp mình nhá. Mình chỉ cần nhấn ở phần đuôi và sau đó nhả nhẹ ra một chút thôi. Ở đây thì các bạn có bạn nào đang luyện cái nét ngang này, nếu mà thấy khó thì các bạn có thể nhắn tin inbox cho mình nhá. Mình cũng có một chút những cái video, những cái tài liệu hướng dẫn cụ thể thì mình có thể gửi cho các bạn xem. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới cái chi tiết hơn nét ngang nhá. Thì các bạn sẽ nhấn ở phần đầu này, vát nó xuống này. Phần đuôi thì cũng vát nó xuống như thế này. Giống như là mình cầm cái con dao, mình vát một cái quả chuối chẳng thế, thì nó có sẽ có một cái đường sắc nẹm của dao, đúng không? Đấy. Đấy nhá, nét ngang. Và trong thư pháp thì nét ngang này sẽ được mô tả đó là cong nhưng không yếu. Đấy, và điểm nhấn của nó là chính là hai đầu. Nếu như bạn nào mà có thể là viết mà thân nét mà hơi giảm được bút được một chút nữa thì càng đẹp hơn nhá. Đấy. Đây là chữ tam số 3 này. Đấy. Thế thì cái chữ tam số 3 nét ngang dài này này, thì các bạn vẫn viết nó gánh nhẹ nhẹ cho mình nhá. Gánh cao lên trên như thế này. Ví dụ là nếu trong thư pháp thì có thể tính nó từ 0 đến 5 độ. Nét ngang ngắn thì các bạn chú ý là chỉ nhấn ở phần đuôi thôi, còn phần đầu mình sẽ không còn nhấn nhá. Phần đầu không còn nhấn. Có rất nhiều bạn bảo nét ngang ngắn được viết khó. Thật chất cái nét ngang ngắn này không hề khó một chút nào cả. Thứ nhất là cái kích cỡ nó được viết nhỏ. Đấy. Cái thứ hai đó là
cái nét ngang ngắn này nó chỉ còn nhấn một đầu ở phần phía phía đuôi thôi anh nhá. Tiếp theo thì ở phía dưới thì mình sẽ viết chữ này là chữ ngũ này, thì theo quy tắc bút thuận đó là mình sẽ viết một nét ngang ngắn phía bên trên, sau đó là một dạng nét, đó là dạng nét phẩy phẩy ngắn xuống đúng không ạ. Sau đó ngang gập thì các bạn chú ý là cái phần gập này cần tăng nốt bút lên cho mình nhá. Đó, cái phần gập này nó hơi chéo một chút, nó sẽ song song với cái nét phẩy. Đấy, cái nét phẩy ngắn kia. Nào, bây giờ mình sẽ viết sang, đó là cái nét ngang. Ngang ở đây ngang dài nhá. Ngang dài, đấy, nhiều bạn thì cứ viết hai nét ngang đầu và trên bằng nhau với chữ ngũ hay là chữ ngũ này là chưa chính xác và nó là chưa đúng theo đúng tỉ lệ của nó. Vì cái đường nét cấu tạo nên chữ Hán là cũng cũng chưa viết nó cũng chưa đúng. Đấy. Ở đây thì các bạn có thể thấy được những cái vị trí, tức là nó có những cái nét chữ mẫu in chìm ở phía bên tay phải và mình chỉ cần đồ lại và đúng theo cái tỷ lệ kích cỡ đường nét. Thì chữ mẫu ở trong sách nó cũng sẽ đánh giá một cái tiêu chuẩn. Còn khi mình viết tay thì mình cũng sẽ phải sửa theo cái đường nét riêng của mình chứ mình không thể phụ thuộc hoàn toàn vào trong sách được. À, và mình sẽ không thể copy y nguyên cái phông chữ rồi kiểu dáng chữ giống như trong sách được. Đấy, nó chỉ là cái tính chất, tức là cái mẫu chữ mình tham khảo thôi, tham khảo để mình viết. Tại vì bộ sách này là bộ sách nâng cao dành cho những bạn đang muốn có nhu cầu luyện thêm để chắc tay hơn, sau đó thì tìm hiểu về các nét chữ nó mềm mại hơn một chút. Đây là thể chữ, đây là thể chữ hoa hoa châm nhá. Đó, thể chữ hoa châm tiểu khải thì nó không phải là chính khải nhưng mà nó sẽ dựa trong khoảng chính khải tầm khoảng 80 đến 90%. Nét chữ này nó sẽ hơi mềm mại hơn một chút và nó sẽ dành cho con gái. Thì đây mình đang luyện, đây là cái kéo cái nét ngang ngắn nhá, mình chỉ cần nhấn phần đuôi nhả nhả bút xuống lực nhẹ và chỉ cần kéo nhẹ từ trái qua phải. Vị trí của đầu những cái nét này sẽ là nét thanh. Đấy, thanh đậm ấy. Còn đuôi mình nhấn mình nhả nhẹ ra một chút thì nó đậm lại, thì nó sẽ là nét đậm, thanh đậm của cái nét ngang ngắn này. Các bạn cứ luyện cho mình đi. Nhưng mà các bạn phải nhớ là cái kiến thức của cái từng cái đường nét một nhá. Không thể là các bạn cứ viết xong là các bạn thấy nó là cái nét này xong là cái nét kia. Mà các bạn chỉ phụ thuộc vào cái nét chữ mẫu nhiều quá. Các bạn phải học kiến thức xong mà các bạn phải tự luyện được. Có những cái ô trống phía bên tay phải ấy, mà không có những cái hình nền đồ ấy thì nó sẽ giúp các bạn nắm được. Đấy, thì các bạn có thể thấy được là khi mà các bạn viết ví dụ cái chữ này nhá, chữ này có bộ điền ở phía bên trên đúng không ạ, đó là chữ lỉ. Thế thì mình sẽ viết cái bộ điền, nhưng mà bộ điền ở đây mình sẽ nối thẳng xuống phía dưới. Đấy, sau đó là kết hợp thêm một nét càng ngắn một nét càng dài xuống để tạo ra nó. Thì các bạn thấy được cái chữ lý này nhá, nghĩa là bên trong này. Đấy, thì mình sẽ viết cái nét ngang dài thì ở trên là ngang ngắn, ở dưới là ngang dài. Các bạn sẽ nhấn vào phần đầu và phần đuôi nét ngang dài giúp mình nhá. Đấy. Nhưng mà ngang dài đây thì mình sẽ viết làm sao nó cái gánh nhẹ thôi, đừng viết nó chếch cao quá lên trên, như vậy nó sẽ bị lánh chữ, nhìn chữ nó cứ có một cái dạng như kiểu bị đổ ấy. Vì cái độ nét ngang dài nó sẽ là một cái dạng như ở một cái đế đậy cái chữ, tức là cái chữ đấy mình sẽ đặt xuống một cái bàn chẳng thế, nhưng mà cái đế của nó không bị lánh thì chắc chắn là nó sẽ có cái hiện tượng là lệch đổ nhá. Cho nên là mình chú ý là mình gánh nhẹ một chút thôi, tức là đầu nó sẽ thấp và đuôi nó sẽ cao hơn một chút xíu. Ở đây là có những cái đường nét chìm thì các bạn sẽ đánh cho mình những cái nét chấm này, và nhiệm vụ là các bạn sẽ nối những cái nét chấm màu đỏ này vào với nhau. Đấy. Ngang sổ, đấy, cứ kéo như thế này. Chữ mẫu nó kích cỡ khoảng bao nhiêu và cái tỉ lệ đó là điểm khởi bút, điểm thu bút nó ở chỗ nào thì các bạn viết theo như thế. Đấy, mình cứ dựa vào sách mình viết như thế này này. Đây là mình đang căn chỉnh cái bố cục đấy. Khi các bạn nắm được là cái bố cục của cái nét phẩy hay bố cục của cái nét ngang ngắn hay một cái nét sổ dài xuống như thế nào. Đây nó dài như thế này. Và nó chỉ tầm khoảng đấy cách cách khoảng cách với cái khung giấy nhá. Đây thì các bạn sẽ viết theo.
trông khá là đơn giản đúng không? Tiếp theo viết cái chữ hỉ ở phía dưới đi. Chữ hỉ ở phía dưới thì nó, cái chữ này nó khá là khó vì nó có rất là nhiều bộ. Đầu tiên là bộ sĩ, bộ khẩu. Đấy, bộ khẩu trên, khẩu dưới. Đấy nhá. Thế thì các bạn thấy được là có thể phân biệt được là bộ khẩu bên trên, bộ khẩu bên dưới là nó nhỏ và nó to như thế này. Thì mình cũng phải viết đúng theo cái tỷ lệ kích cỡ của nó nhá. Đầu tiên là mình sẽ tô đồ theo cái mẫu chữ chìm phía bên tay phải. Sau đó thì mình sẽ áp dụng và sẽ viết cái mẫu chữ không 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 tô đồ lại nữa, mà mình sẽ viết sang bên này. Ví dụ đầu tiên là bộ sĩ có một đen ngang dài bên trên, một đen ngang ngắn phía dưới này. Bộ khẩu thì nó sẽ nằm ở cái chỗ không vượt qua đường kẻ ngang này. Đấy, cái ranh giới đường kẻ ngang này. Khẩu thì được viết nhỏ như này thôi. Chấm. Đấy, phẩy ngang dài kéo hơi gánh nhẹ một chút. Sau đó tới bộ khẩu này, được viết nhỏ như này thôi. Nhỏ nhưng mà nó sẽ to hơn cái bộ khẩu phía bên trên. Vì bộ khẩu phía bên trên nó là kẹp giữa giữa hai bộ, bộ trên bộ dưới, cho nên nó sẽ được viết nhỏ lại nhá. Em viết to quá thì không 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 đúng rồi. Viết to quá thì lại xấu. Đấy, đây là chữ hỉ. Thì đây là những cái điểm nhấn các bạn cần chú ý này. Ngang dài sẽ là dài nhất, vươn dài ra. Đấy, còn nếu mà nói thì nó sẽ là thẳng hàng xuống phía dưới theo đường thẳng này. Cắt qua những cái bộ khẩu, cắt qua những cái đường kẻ ngang. À, đường nét ngang nhá. Đấy. Các bạn chỉ cần quan sát một chút thôi là các bạn có thể viết được ngay mà. Thì những cái chữ này nó chỉ có những cái nét ngang đi cùng với nhau. Sau đó là những cái bộ, ví dụ bộ khẩu này được viết nhỏ này. Chấm phẩy được viết ngắn này. Tiếp theo là những cái bộ khẩu này các bạn chú ý là viết thì đừng để nó dày quá nhá. Bộ khẩu ấy, viết đừng để nó to quá nhá. Viết hãy nhỏ nhắn xinh xắn và nhìn cái chữ hỉ này nó cân đối được cái đường nét chữ là được nhá. Nó cân đối được đường đường nét chữ là được nhá. Tức là mình sẽ lấy được cái trọng tâm đó là ở phần phía giữa, cái đường thẳng ở giữa này, kéo xuống dưới này, trọng tâm của nó này. Ngang kéo dài một chút, khẩu ở giữa. À, vị trí trung tâm của nó như thế này. Thế là được rồi. Không cần phải quá là cầu kỳ. Đấy, về chữ Hán thì có thể chúng ta viết nó chỉ mang tính chất là tương đối đẹp, tương đối thôi, còn nếu mà muốn đẹp tuyệt đối thì nó sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn một chút nữa. Đấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ luyện hết sang cái phần phía bên tay phải này nhé. Có gì thắc mắc thì các bạn có thể nhắn tin hoặc inbox cho mình. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang học cái bộ thủ tiếp theo. Đây là bộ bộ này là bộ gì nhỉ? Bộ hô nhá. Là phần vệ của con hổ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy và quan sát được. Thì với cái bộ hô và bộ hô như thế này thì viết nó cũng sẽ hơi óm một chút, đó là có những cái đường nét. Đấy. Gọi cái nét ngắn này. Xong sổ xuống, xong ngang móc, xong lại phẩy sổ này. Đây là các bạn hay bị mắc lỗi, đó là cái quy tắc bút thuận là các bạn hay viết là sổ xuống ngang, xong bắt đầu phẩy, xong bắt đầu ngang móc nhá. Tức là các bạn sẽ viết nó, lúc thì các bạn sẽ viết sang bên này, lúc các bạn viết sang bên kia. Thì theo cái bộ hô này ấy, thì quy tắc bút thuận của nó là các bạn sẽ viết một nét ngang, sổ, xoáy ngang móc, phẩy sổ, ngang này ngắn này. Đấy, xong và đây là sổ cong móc, nhưng mà móc nhẹ thôi. Ở dưới là bộ kỳ. Bộ kỳ thì có một cái nét phẩy. Chỗ này thì mình có thể viết nó thành nét phẩy sổ. Đấy, viết thành nét phẩy sổ nhá. Đánh nhẹ xuống. Và viết một nét sổ cong móc vươn dài sang bên tay phải. Ở đây. Tiếp theo thì các bạn chỉ cần nhớ là cái tỷ lệ hiệu so thành với cái chữ mẫu nhá. À, cái tỷ lệ cái bố cục của nó này thì nó nằm ở đâu, ngang nó nằm ở đâu, nó vị trí nào thì mình đừng viết nó cách xa quá, hay đừng viết nó cao quá, hay đừng viết nó thấp xuống phía dưới nhiều quá nhá. Với những cái bộ kỷ phía dưới ấy. Đấy. Thì cái phần sổ cong móc thì cần phải vươn dài sang phía bên tay phải. Đấy, chứ không không viết mà cái phần móc này vì móc ngoài mà, cho nên là mình phải viết nó phải vươn dài ra nhá, chứ mình không không viết là móc nó ngắn. Nếu móc ngắn, móc lên trên ấy nhìn nó sẽ rất là vì cái kiểu dáng thì nhìn nó sẽ xấu, nó không được đẹp. Phải sổ đánh xuống đấy, rồi sổ cong móc vươn dài ra và cuối cùng móc nhẹ lên trên như thế này. Tiếp theo phía dưới thì có những cái bộ tâm, bộ tâm lát mình sẽ hướng dẫn.
đấy nhá, đây là cái về phần đồ chìm của cái chữ này nhá. Thì các bạn thấy nào, các bạn phải nhớ là các bạn móc, à, tức là các bạn xác định là cái phương hướng là những cái nét chầm 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 đấy, là các bạn sẽ nối những cái nét chầm chầm ấy theo, và đến khi mà mình viết được thì mình sẽ cảm thấy là nó đơn giản hơn. Rồi thế là hết xong cái chữ này đi, mình sẽ chuyển xuống viết cái chữ, nó là cái chữ ở phía dưới nhá, có cái bộ tâm ấy, nó sẽ hơi khó một chút đúng không ạ? Thì những cái bộ thủ thì các bạn nhớ là các bạn viết cái bộ bên trên ấy, đừng vượt qua cái đường kẻ ngang phía dưới nhá. Còn bộ phía bên dưới thì mình sẽ viết từ cái đường kẻ ngang đấy phân chia. Đây, ví dụ bộ tâm này sẽ viết ở phía dưới. Đấy. Chứ mình không viết nhảy nhảy hàng ở trên đường kẻ ngang nhá. Cái đường kẻ ngang mà nó đi qua cái ô vuông này, nó chính là ranh giới phân chia giữa bên trên và bên dưới đã. Ngang này, sổ cong móc nhẹ trên này. Chấm. Rồi, nằm móc. Móc nhẹ thôi nhá, đừng móc dài quá nhá. Nét nằm móc này xuất hiện trong chữ tâm nhá. Rất nhiều bạn viết cái nét trong cái chữ tâm hay bộ tâm này là viết sai. Ví dụ các bạn sẽ viết thành nét nghiêng móc, hoặc các bạn sẽ viết thành nét sổ cọc móc là không đúng. Vì chữ tâm này nhá, hay nét nằm móc này, nó sẽ là có một cái đặc thù của nó là nó chỉ có cái nét nằm móc đấy mới tạo ra được cái chữ tâm hay bộ tâm này thôi. Vì nó tượng hình là giống như là cái kiểu dáng của hình trái tim đấy nhá. Chữ này các bạn biết là chữ gì không? Đấy. Mình học thì mình phải biết là chữ nó là chữ gì nhá. Chữ này trong tiếng Trung thì nó sẽ phát âm là khảo lụy. Đấy, còn nếu trong Hán Việt thì mình sẽ nói là chữ nữ, gọi là nưỡng nữ ấy, tức là mình còn đang xem xét suy nghĩ như thế nào. Đấy, thì các bạn nhớ nhá. Nếu như bạn nào thuộc Hán Việt thì các bạn sẽ nhớ nhanh hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn lại những cái kiến thức về cái đường nét này. Chấm ngắn sẽ là nét nhỏ nhất, sau đó tới nét chấm dài, và cuối cùng là nét chấm trái. Chấm trái sẽ là nét nhỡ. Nhỡ ở đây tức là cái kích cỡ của nó sẽ được viết nhỡ nhỏ nhá, chứ đừng viết nó dày quá, nó to quá. Tiếp theo thì cái nét chấm trái thì các bạn viết từng để nó chạm với nét phẩy sổ, đó chính là cái vệ tinh của cái nét nằm móc. Vệ tinh của nét nằm móc là chính là ba cái nét chấm xung quanh nó, cho nên là các bạn cần phải chú ý. Tiếp theo ở phía dưới là có bộ lực, chứ không phải bộ tâm nữa. Bộ lực thì cũng được viết cái tỷ lệ và cái vị trí cũng giống như bộ tâm, như lúc nãy mình có chỉ qua, đó là nó sẽ nằm ở phía dưới, dưới là đường kẻ ngang, chứ nó lại không phải là vượt trên đường kẻ ngang nhá. Với bộ sách này thì các bạn nào mà chưa có thì các bạn có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ có những cái clip hướng dẫn cụ thể. Đấy. Và cái thứ hai đó là bộ sách này sẽ dành cho những bạn nâng cao. Nó sẽ bao gồm tầm khoảng 100 bộ thủ và các test, các chữ Hán cơ bản. Đó là cuốn 2, còn cuốn 1 thì nó sẽ là bao gồm 38 nét. Và mỗi một trang các bạn sẽ luyện rơi vào tầm khoảng 600 tới 800 nét. Đấy, cho nên là các bạn luyện xong một trang thôi, các bạn đã thấy là nó rất là nhiều nét. Và chắc chắn mình đảm bảo là những cái tới những cái đường nét 600 đấy là nó sẽ đẹp hơn so với những cái đường nét mà các bạn mới luyện nhá. Càng luyện nhiều và càng luyện đúng theo tỷ lệ sách thì các bạn sẽ có tạo được cái thói quen, đó là mình lúc nào mình trong trong cái tư tưởng đó là mình luyện chữ là mình cần phải nó đạt những cái yêu cầu tiêu chí giống như trong sách một chút. Chứ nếu mà mình luyện khác sách thì nó lại không phải là cái phương pháp cho mình đang luyện rồi. Sách nó chính là một người thầy, nhưng mà 10 quyển sách sẽ không bằng một người thầy tốt. Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể chọn được thầy đúng là thầy tốt đâu, mà thầy sẽ đi tới với mình hết cả cuộc đời đâu. Thầy chỉ đi với một cái giai đoạn nhất định thôi, giai đoạn mà mình đang khởi, gọi là đang khởi bắt đầu. Đấy. Và khi mà đi được tới gần tới chặng đường cuối thôi thì thầy chắc chắn là thầy sẽ không đi cùng với mình được hết chặng đường. Thành công là chỉ có bạn gặt hái thành công, và chính thành công của bạn. Đấy, bạn vượt qua được cái ngưỡng bản thân của mình. Còn người thầy chỉ là người dẫn dắt thôi. Còn tất nhiên mình đang nói cái quan điểm ở đây nó là sách, thì nếu như mình không tìm được người thầy tốt thì sách nó cũng sẽ là một người bạn đồng hành với bạn suốt cái quá trình thành công đấy nhá. Thì các bạn về nhà hãy chăm chỉ luyện tập thêm nhá. Đến đây thì mình xin kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này.